Tất cả anh em nha, mình là Hiếu bên cây xanh Bình Long, Bình Phước. Bây giờ mình tiếp tục gieo cái cây thứ hai, cây mít thứ hai trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Giờ là vào lúc 8 giờ sáng. Tiếp tục gieo cây thứ hai. Hôm nay mình cậu 4 cây. Hai ba cây mít, một cây bơ. Bắt buộc thôi, phải chịu này, nhánh dương quá. Rồi, thôi mình kết thúc đi. Không. Cố gắng ra đây nhấc cái đầu tí cho giúp em đi. Cái quả đây nó chày nè anh. Cái em quay một chút đó. Ơi, mình kệ em. Rồi, kéo anh rồi, để ông kéo đi, kệ ông đi. Kệ đi. Gãy về nhà cư. Rồi, ra đi. Rồi, mình kết thúc video đây nha. Bây giờ mình biết đây là cái mít thứ hai nha.